Tao lên đi quay với hổng chị tao tới Canada. Cái xương đó là của Văn Dặn hả cô? Ờ, 240 xương ngon. Thịt không à. Năm rồi mua bánh sao mà nó dính vô mắt cạp lá. Bánh cũ. Dạ, bánh cũ hả chị? Bánh nướng không à? Bánh nướng không à? Bánh đinh này bảo đảm đi, tốt không bể nè. Cái này là lá cắt nè. Ý vậy. Cái này là đồng tiền cắt lòi. Cắt lòi. Cái gì đây tổng sở nè. Tổng sở rau chợ. Đây ba bỏ. Em nó có tao. Chợ đây chợ này là có chỗ cô là cô là bán rau nhiều ha, đa chủng loại. Xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào. À cả nhà, bữa nay gia đình mình ăn mùng 5 tháng 5. Bữa nay đông vui nha cả nhà. À, giới thiệu với cả nhà, đây là mẹ ruột của Băng nha, thì mọi người cũng có thấy nhiều trên clip rồi đó. Còn ở đây là dì Tư. À, mẹ mình thứ 7, đây là dì Tư, còn bên người bên đây là dì Chín. Đây. Hôm nay để chuẩn bị ăn mùng 5 thì Băng mua mấy món nha cả nhà. À, sáng Băng đi chợ mua được mấy ký xương xí quách nè cả nhà. Bữa nay mình nấu lẩu xí quách. Cái phần xương này Băng có trần sơ rồi nè, cho nó sạch cái bọt á, với cái cặn. À, mình sẽ ăn kèm với lại chả bò. Cái này bò viên. Tại dưới quê Băng đặt thịt cái xí quách bò nó không có. Nói chung dưới quê cũng hạn chế lắm, cho nên mình sẽ nấu lẩu xíu quách heo nhưng mà mình ăn với chả bò. Còn cái phần này là vịt nè, Băng có bữa nãy giờ Băng có bằm cái xương này nè, có mua nửa con vịt làm bánh tèo. Cái phần ức thì Băng sắc cho nó mịn mịn ra, cái này cánh thì Băng bằm rồi. Mình sẽ làm cái bánh tèo với củ hủ dừa, mẹ đang sắc cái củ hủ dừa ra. Bữa nay thì mẹ dì Tư chắc ăn hơi mẹ dì Tư đổ bánh xèo ha. Mẹ dì Tư đổ bánh xèo. À. Dì Tư đổ khém. Dạ. Không, đa phần là mấy dì mấy mẹ rồi ở dưới quê mình ai cũng làm cái món bánh xèo khéo hết. Dạ, Băng cho cái phần xương này vô mình nấu. Mình hầm chắc cũng lâu lâu à. Cái này là xương ống có tỉ ở trong á. Có cái tỉ ở trong ngon lắm đó. Cái này mình hầm chắc khoảng tầm 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Cái này hơi dường hai là kiếm cái ống hút cho dường hai mới được. Những cái mùng năm gần đây là Băng thường hay làm món gì Băng? Mùng năm hàng năm thì ăn ké nhà mẹ không? Đâu có là ăn gì đâu. Thông thường thì mùng năm thì nhà nào cũng có làm những cái món nó tương đối nó hoành tráng hơn những ngày thường tí xíu ha, để gia đình mình gom lại để mình ăn. Bánh xèo mà thịt vịt nhưng của hủ dừa là đúng bài luôn á. Của hủ dừa mẹ đúng, bữa trước mình có hầm dừa heo đó. Hai vợ chồng sáng đi chợ cả nhà, có mua được một dĩa bánh chạng này cả nhà. Xứ mình thì kêu bằng bánh ú, còn một số nơi người ta kêu bằng bánh chạng. Bánh ú nó sẽ bự hơn cái bánh bánh chạng này đúng không? Mình kêu bên này là bánh ú nè.
còn một số người người ta kêu bánh chạng. Có một loại bánh ú nữa, giống giống như là cái bánh tét gì đó, có bằng lá chuối cũng bự gì nè. Bự gì ha? Mà cái bên trong nó cũng giống giống như bánh tét gì đó. Mình kêu cái đó cũng bánh ú, mà bánh bánh chạng mình cũng kêu bằng bánh ú luôn chứ không có phân biệt. Cái bánh chạng này hồi sáng á, cái chỗ chị bán đó là cái bánh này người ta lột ra nhìn rất là ngon, cái màu ngon mà nó chóc nữa, nó không có bị dính. Còn nhầm khi làm như là thiếu kỹ thuật á là sẽ bị dính á, ăn nó sẽ không ngon. Thì bên đây băng cũng nêm là nước mắm, đường, bột ngọt, muối cả nhà. Bây giờ anh chỉ đạo luôn tại vì anh gành rồi. Bây giờ mình đổ bánh nó tiện á, gì tư bột đồ á, tức là bột chợ nó tiện á, đỡ mất thời gian. Hồi đó dắt xây bằng cối hay gì đó xây không? Dạ. Mà phẻ, bây giờ phẻ vô cũng vừa nè. Mình đi xây cái mình phải đi ngâm gạo trước phải không? Hả? Chứ không biết. Đêm. Mình xây vậy rồi mình nghệ mình bỏ vô có màu hay gì tư? Mình sắc sợi mình bỏ vô mình lấy cũng được. Dạ. Cũng xây luôn. Còn không mua nghệ mà mấy đó. Dạ. Cái này là đọt bầu. Còn bên đây là bông mướp. Nhìn nó đẹp quá ha chính. Cái đọt bầu này để mà ăn thì chính lột ra cái phần vỏ ở ngoài, cái phần cái lớp ở ngoài. Nó như bông bí vậy hả chính, mình lột ra. Ừ, tước. Dạ, mình tước ra. Cái lông lông. Ăn này nhức lưng lắm nè chính. Dạ. Tại ngồi lâu quá tước. Đây là mà nó nồi ha. Này là lá gì mẹ? Chùm mồi. Này là chùm mồi nè cả nhà. Dạ. Rồi cái này nãy mẹ nói là đọt dừng. Đọt dừng cái gì nè? Dạ đúng rồi, đọt dừng. Còn với một số rau chợ như là rau thơm, nhất cá, có đặc biệt cái cải xanh này một tí nữa mình cuốn vô ăn nó nồng nồng, nó ngon lắm, ăn bánh xèo á. Dưa leo. Thấy thích. Nó có tỏi rồi ha. Thơm lắm luôn, em xào nhiều vậy đó. Nó không còn hôi. Ngày trước con mới về làm rễ là mẹ con làm rượu luôn đó, tại vì về uống quá thôi làm rượu để cho uống luôn. Rượu lúc nào trong nhà cũng có. Dạ. Rượu nếp than á là lúc đó mẹ làm nhiều nhất. Cái bột bánh xèo là pha sẵn rồi phải không? Vậy là cái nhân này là vừa ăn hay không là do thả nấu nè. Thì đó. Không nói thừa được. Không có đường chạy. Còn đổ mà khéo hay không thì cũng là vô bụng mà cũng bao nhiêu bột bao nhiêu đó thôi. Tức là còn cái vấn đề là hình thức bên ngoài thôi ha. Chỉ là dì Tư khỏi bận tâm là ngon hay dở đâu. Do đầu bếp băng làm hết rồi. Có gì mình đổ thừa được. Ngày trước mà lúc mà băng đi thơ học là chưa biết nấu cơm nữa hả mẹ? Trời đất. Mua nồi cơm điện ra đó, xả ngồi hộp đó, nó không biết nó nấu cơm không lo sợ rồi. Nồi cơm điện còn lo sợ nữa. Không biết làm đồ ăn rồi đó. Không biết làm đồ ăn. Hồi đó mẹ con nhớ mẹ mua cái nồi cơm điện cho con cũng bé lớn nè mẹ. Nhỏ nhỏ xíu vậy nè. Mà đâu có biết. Dạ đi theo gì Tư? Lên chảnh ra nó mua. Con đâu có biết đâu, con thấy nhà thường thường nấu cơm củi đó mẹ con đổ nước, ví dụ cái nồi cơm đây là đổ nước đặng nấu nước cơm đó. Là đầy cái nồi nè, con đâu biết nấu cơm điện đâu. Cái con cũng nghĩ vậy, con đổ cho đầy hết trơn ha. Con nói sao mà nấu đâu cả tiếng đồng hồ mà nó không bật lên. Con dở vậy hả? Không chào đâu mà thế làm ai vậy? Thì bởi vậy. Con mở ra nó rồi thành cháo rồi. Con đâu có biết. Đây đó nấu cơm củi, thấy mẹ nấu cơm củi thôi mà. Vì là người ta gọi gì là biết bây giờ nấu ăn ngon rồi, bây giờ biết người ta gọi là sao không? Sao? Vậy thì thành công. Đúng không? Cũng có lý hả nghe, cũng có lý rồi. Vậy thì nấu ăn thành công. Còn về nhan sắc thì chưa kiểm chứng lại hả? Hấp dẫn liền. Cái nhân gì có thiếu không vậy Tư? Nhưng chắc cũng được nha. Nhiều má. Nhưng nhiều thì ngon nha. Ít ít thì đỡ hao. Phải kèm thêm câu sao ít đỡ hao. Không, củ hủ dừa nhiều cũng được nữa. Chủ yếu là củ hủ dừa nè. Cái củ sắn này là nấu cho ngọt nước. Thường thường mấy cái đám á, nấu củ lao rồi đó. Tại em thấy người ta chẻ làm hai làm ba cái củ sắn á. Cái này mình nấu vừa ngọt nước mà vừa ăn bỏi luôn nè. Mình ăn luôn phần củ sắn à. Bắp cũng vậy kìa, anh thấy chẻ nhỏ nhỏ. Ngon lắm. Củ sắn thường thường nấu ngọt nước chứ thực sự ăn ngon lắm. Hồi đó nhà mà có đám, nhà mấy gì rồi có đám rồi đó, là cái cuối cùng cái nồi mà nước củ lao đó ha, là còn cái đó đó dưới xương đó. Là múc ra sau hè cạp. Theo anh nghĩ cái quận này bánh của mẹ nhìn đẹp quá trời đẹp luôn. Để nhanh
nha các bạn ơi. Của dì Tương thấy làm khỏe hơn. Vì nhỏ nhỏ, nhỏ mà nó chống dính nữa nó dễ làm. Đẹp hả? Tay của mẹ đẹp rồi đó. Quá ngon. Dạ. Cho nó mỏng nó dễ ra mà. Vì nó chóc chống dính mình đó, nó hay dính. Còn cái bờ chảo nhỏ hơn, đỡ đã lắm, để nó đỡ xẹo không á. Có lần đem lên nhà bánh xíu nữa. Đây người ăn hai cái quá khéo. Chết chắc à. Ăn đi. Con này làm khéo làm ngon sợ. Nhìn ngon quá. Rồi mời cả nhà. Mời cả nhà ăn bánh mùng 5 tháng 5. Mẹ gì tư là ăn bánh đổ vậy. Khoan trước. Cái bùa nước cho dẻo ăn. Bùa nước cho. Ngon. Đổ ăn đi. Rồi mẹ ăn khoảng mấy cái bánh xèo cần mẹ? Bánh xèo được, bánh xèo thường mang khoảng 1 đến 2 cái, không khi nào hết 2 cái. Có bánh khọt thì mang nhiều. Tôi người chắc khoảng cỡ số 5 ạ. Dạ. Mình đổ cái nhỏ nhỏ à. Không, nhỏ nhỏ như cái bánh mà dì Tư đổ thì chắc em làm được 2 cái. Ủa thằng ấy nó ăn có bánh phải ăn, qua mua bánh. Dạ, có bánh khọt thì con ăn nhiều. Không làm ơn. Tại vì mỗi lần bánh xèo là con mắc nhậu á, thành ra là con không ăn được nhiều. Bánh khọt nó làm cả 50 cặp á. Không giữ dương thằng. 50 cái, 50 cái, 25 cặp là lúc nhỏ á. Bây giờ lúc bự bự lên chắc cỡ 100 cái quá. Làm được luôn hả? Thì em làm cả 50 cái nó khỏe đó. 25 cặp. 25 cặp. Gì mà nó 50 cặp không chịu. Thánh bánh xèo, ủa thánh bánh khọt. Một cái miệng, cái miệng nữa. Dạ. Không, con để vô 1 cặp miệng luôn á. Bên kia này như ngọt nè. Dạ. Bánh chạng. Bánh này là đặc trưng của mùng 5 năm hay sao quê mùng 5 đúng năm rồi. Mới có ăn. Dạ. Bình thường ít bán. Dạ bình thường ít bán lắm. Vừa ăn không gì Tư, bánh đó gì Tư. Dạ. Mẹ. Trong khi chờ đợi mà nhớ coi bánh nha. Không có gì anh nhắc chưa? Ăn bánh ngon cái nhập tâm. Bên này bánh của mẹ cũng gần chín rồi nè. Dạ. Nó nứt nứt cơ mẹ. Hầu lưng giá hơn mà thôi vậy. Vậy là chỗ này làm bánh ngon hả mẹ? Nè chóc lóc à. Dạ. Chóc lóc với cái nếp nó không có nhẵn, nhiều cái người ta đổ cho. Tính ra cái bọc bột này mình đổ cũng nhiều cái quá ha. Mẹ nãy giờ là 2, 4, 6, 8 cái rồi. Này là em mua dịch này, siêu thịt bình thường, còn dịch sim là nó mắc nữa. Ừ, dịch sim nó mắc à. Vậy là cái bánh xèo của hũ dừa, thịt sim, dịch sim thì bán 1 cái 120 ngàn được không? Ngon tính bỏ, anh Khải ngon tính bỏ nửa dịch vô đó, gì bán 120. Thấy thèm thì chơi bỏ cái bánh. Luôn. Bỏ nửa dịch vô luôn, gì bán 120 chứ không anh? Chính vô thấy dì Tư, dì Tư chăm cháu. Nhắm ổn không chính? Thấy người vô nhắm okay. Ổn không? Ok ha. Dạ. Mày là bánh xèo mình phải nóng lên vậy đó. Tôi để luôn. Cái đó là do mình tự chế thôi chứ ai đâu nhắm vậy trời. Trời trời đẹp lắm nè. Dạ. Hắt chín. Thôi chín là anh Khải xích gà chín hắt à. Chín hắt cái bột đi luôn trời trời. Dạ. Hắt lên, hắt lên. Mình chiên lạc xưởng thì mình cho một ít nước vô thôi em, cho nó mềm hay sao? À, cái này thường thường ta chiên nước đó. Nhưng mà em thấy em bình thường em chiên nước như này, cái mình bỏ miếng dầu lên trên. Nó chừa cạn cái nước á là nó sẽ tới cái lớp dầu. Nó bóng lên nó vàng. Còn mình chiên nước không á thì nó không có mấy gì vàng. Nhìn thấy nó màu nó ngon ha. Luôn miếng chết nè. Sao nói mình ngắt quãng vậy? Cây không em? Chứ anh nghĩ đi cứng họng rồi. Không nhìn hấp dẫn quá. Nó cạn cái nước rồi cái tới cái lớp dầu á. Nhìn nó rất là ngon.
Còn nếu nước không thì nó không có được vàng, nó không có được vậy. Nó được bong bong nổ nổ lên vậy nó ha. Nó cũng được nhưng mà nhìn nó không có được màu nó ưng như vậy. Vậy ừ, nó không được ưng bằng. Em chiên nước chứ lúc nào cũng phải bỏ miếng dầu. Được rồi đó. Này anh Quông nè. Em quá cà mè đâu. Em quá ha. Em quá ha. Không, cái món này xíu quýt bò cũng ngon đó. Mà không ngon bằng xíu quýt heo đâu. Tại giờ không có bò thì nó là nhất. Biết sao đi, xíu quýt bò sẽ ngon nhất nha. Em ăn lẩu này thì biết em thích gì không? Thích cặp cái bắp này nè. Ờ, vậy đó, cái muỗng đó của em đó. Dán muỗng đó của em đó. Chứ em cũng phải ăn củ sắn nữa. Rồi, cái muỗng đó củ cưng luôn đó. Đó, cái thằng nóng nha anh Khải. Cái xương này băng mua 1kg là 75.000. Chảo này mua 200.000 bán không không? Không đâu. Cái chảo giờ này bán là mình đói liền á anh Khải. Bán là rồi luôn á. Bán là rồi luôn, sáng tới giờ đó. Tuyệt vời. Quá hấp dẫn cái nhà. Băng về hình thức là anh cho 10 điểm nha. 10 điểm về chỗ. 10 điểm về chỗ. Rồi. Rồi. Chọn hơn hàng ngày đó, mời cả nhà dùng chung với gia đình mình luôn nha. Rồi sẵn đây thì mình có chuẩn bị mấy ly rượu nè. Rồi giờ mời cả nhà vô chung rồi, với mình luôn ha. Rồi mời cả nhà ăn Tết nha. Rồi, 1, 2, 3 vô. Mùng 5 tháng 5 là Tết Đoan Ngọ hả? Dạ. Tết giữa năm. Quá ngon. Em châm ngồi cho anh Khải. Bự bự thôi, nhỏ nhỏ đó, bự bự thôi. Còn nhiều trong nồi, còn nhiều lắm. Thôi mà. Thôi không thôi, người phẫu phần cũng cục à. Thôi mà. Ông rồi, nhìn thấy. Cha ơi, con múc cho cha. Rồi cùng này ăn sao. Vậy là cha bánh xèo ha, chín đây con múc cho chín. Chín này múc bắp đi. Bắp ha, bắp với chả bò ha. Cái cũng xương ăn xíu quách rồi cho nó mới ngon. Quá ăn xíu quách đi. Ngon cục ấy. Ngon cục có múc ra thêm. Dạ, cũng ăn được chứ mà. Cái này mình ra tay nó mới ngon. Dì Tư đưa cho băng múc con dì Tư. Nó nhỏ băng ơi, sao bự dữ vậy? Bự quá cạp nhỏ. Cục nào cũng có cái tỉ ở trong hết trơn á. Mà dùng cục thì nó có sụn. Thôi xin phép cả nhà ơi, cái này ra tay rồi. Ra tay đi ha. Không thể đũa được rồi. Dì Tư là bữa nay là thợ chính với mẹ đổ bánh xèo. Rồi dùng tự nhiên nha dì Tư. Đồ tướng dì Tư lên đó hả? Dạ. Dì Tư là xuất hiện lần đầu tiên trong cái kênh của mình. Dì Tư là chị ruột của mẹ nha cả nhà. À, mẹ thứ bảy, dì Tư là thứ bảy. Ai nói chính lốt à. Chính lốt. Quất cái này cái mà cả nhà nha. Mặn không? Không mặn đâu. Mắm này không mặn đâu, mắm ngon mà. Lấy hút cho anh Khải không? Hồi nãy có chuẩn bị cho anh Khải cái hút nữa. Ừ, thật người mà bắn ơi. Mềm chưa anh Khải? Mềm à. Mới vô đầu là phải châm rồi đó. Em lắm. Em châm thêm. Quá ngon. Tự nhiên nghe chín gì Tư. Thấy anh Quang quay phim kia không dám ăn. Thôi ăn cần. Ăn thoải mái. Ăn thoải mái, ăn có gì không? À, người nhà không mà. Nó mềm nó ra hết đó ha mẹ, cái phần xương á. Dạ. Hết nó ngọt lắm á. Dạ. Ăn gì không ngon đâu, cạp được. Cái này là mình dùng tay đi, tại vì tay mình trước khi ăn mình rửa rồi mà nên nó có gì đâu mà ngại. Cái nồi xíu quách này nè, đầu bếp băng còn bonus thêm cái bò nữa. Chả bò. Dùng từ chuyên môn của anh quá nè, bonus rồi ha. Ghê không? Ghê quá. Chính ăn bắp trước hả? Ừ. Cho nó chắc ha chính.
cha là dùng bánh xèo trước hả cha? Ừ. Vừa ăn không cha? Ngon. Ủa có vừa đó cha? Hôm qua là cái đó ngon là nhờ anh với cha đó, hôm qua là lấy của Hữu á chứ. Im không anh Khải? Im lắm. Em thấy anh không nói nên lời là em biết ngon rồi. Miệng quá trời ngon à. Bóng giỡn luôn nha. Ăn miệng bóng giỡn hả? Hủ vừa nè, tội con làm gỏi. Nhà hàng á, làm gỏi ăn đã lắm kìa. Bữa nào đầu bếp nhà hàng Một Phóng Quê Hương làm gỏi cho cha nha. Dễ thôi ha. Đơn giản. Cái này được nói đó, chung quan trọng là có củ hủ dừa không đó hả? Có củ hủ dừa không thôi, có nguyên liệu không thôi. Không, ngon chín, ngon chín. Đâu có, bây giờ nè, dừa là dừa của cha rồi. Cha muốn ăn giờ nào mà không được. Nhóc có chân kìa. Nhóc luôn một giường luôn mà. Con nói rồi, cha đầu tư đi, con phát triển. Băng thưởng thức bánh xèo của Nhân của Băng làm luôn đi. Quan trọng cái rau nó cũng quan trọng lắm nha, nó ngon hay không. Cái lá này chua chua nè. Cái lá này nó chua chua ngon. Cắt lòi nhiều á, cắt lòi ngon. Cắt lòi ngon. Bột ngon. Trời ơi, ngày trước đi ruộng nhiều dữ lắm luôn. Bây giờ sao mà nó hiếm lại, nó ít lại. Có nguyên cái luôn hả giờ Dương ơi? Nguyên cái hả? Dương hai cho em cảm nhận nha. Ngon. Ngon hả? Từ ngọt. Từ ngọt hả? Ừ. Ăn với rau gừng mà bánh xèo củ hút dừa mà thêm vịt nữa. Tới bài luôn. Đúng bài luôn. Đúng đỉnh luôn. Ừ. Đấy, giờ mình vô đi ha. Rồi, giờ rồi mình vô. Thưởng thức ai cũng ngon miệng rồi. 1, 2, 3, vô. Mẹ với chín đầu bổ có ăn mì á, mình thả mì vô ăn. Rồi tiếp tục nha. Con thả mì cho chín nha chín. Ờ thả đi. Dạ, chắc mì đi. Mì này ngon nè. Mì trứng mà con mua trong bọc đó đó. Cái gạo đó nó vừa đẹp mà nó vừa ngon, nó ghê chứ. Rồi mướp. Rồi cả nhà nha. Mà chấm phải quấy gì nè mới đã. Cho nó ngập ngập lên, cho nó ngập ngập được, không mặn đâu. Cả nhà ăn cứ ăn đi, không mặn đâu. Mời cả nhà nha. Phê lắm, đúng phê cả nhà. Cái tỷ đó còn không anh Khải? Tỷ này chút mình đút ống hút vô mình hút nó lên. Đúng hút rồi, mình quặn cho nó ướt rồi đóng ống hút rồi. Bữa nay em set up cái menu này em không? Thiết kế cái món ăn này anh Khải thấy sao? Em không? Em kêu anh Khải ăn ngọt dễ sao hỏi anh Khải đâu có trả lời được. Biết mà mỗi lần ăn mềm hoài mà bữa nay ăn hơi sống nó ngọt. Rồi chả mình nồi lẩu mình còn nhiều quá. Theo gao này nhúng vô mình ăn liền vậy á, thấy không? Chứ còn sực sực á. Còn sực sực. Mềm quá giòn. Ăn ngán lắm. Ngọt lắm. Thật cái nó khô khô á, cổ họng cái mình hấp miếng nước này vô thanh mát cơ thể. Đỏ lắm. Cục này có sụn nè. Thầy lắm trời, cứ làm đi. Làm đi. Cơm rồi, thôi. Thôi. Cục nó là cái mơ rồi đó. Đưa ly con có cụ cho mẹ. Nay ăn Tết mà, cái nhà mình cùng nhậu đi. Nhậu đi. Ừ, mẹ. Ừ. Ông hút chân châu quá đó mấy em. Mình thọc cái đổ vô, mình quậy quậy cho nó hơi nhừ nhừ ra rồi đút vô. Mà đúng lý đeo ra, băng nó đúng. Phải ông hút bự, hút nó mới lên. Trời trời trời. Chết tôi rồi. Nó béo. Béo hả? Nó béo một cái trời. Đúng văn béo luôn á. Quá đã hả? Đã lắm. Nhúng mũ cần nha. Béo dữ thiệt. Dữ đúng không? Béo dữ lắm. Trả lời á. Bánh mình đổ rồi mình ăn mình thấy sao Tư? Ngon. 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 Cũng ngon. Ngon mà ngon thiệt á. Dạ. Này nhậu rượu hết sảy rồi đóng bài luôn ha. Dạ. Uống miếng hấp nước này nó đã.
Rồi cái nhạc cái nữa nghe. 1, 2, 3, vô. Mùng 5 tháng 5 mình nhớ hồi đó là cái gì vậy ta? Lấy cây dao đi vòng vòng chặt mấy cái cây lần sau mẹ. Không quên à, nhớ đi, mơ chặt mấy cây xài mới được. Mốt cây nào không có trái mình chặt lại cho nó có trái. Cái gì hả? Rồi bà cốc mười gan kiến nữa đó. Ủa là sao khoan? Là ngay cái dân ngày này. Ngày 15 tháng 5 luôn. Rồi mình lấy cái dao mình mấy cái cây mà không có trái, lấy dao chặt bỏ nhánh gì đó hả? Không chặt. Bầm ngay cái gốc quá nhỏ, em nhớ em làm mà em không biết rồi gì. Không biết ai nói làm sao chứ bà gì còn nói mày không trái tao đốn mày bỏ vậy. Ai đúng rồi, mày có nói cái gì đó mà con quên cái câu nói ra. Mày không trái tao đốn mày bỏ hả? Rồi bà bắt kiến bà gan nữa. Tại trong nhà kiến nhiều quá mà không biết làm gì có hiệu quả gì không. Cái bà già xưa làm vậy đó. Mà nhớ hồi đó mùng 5 tháng 5 là mưa gào, thôi gào đi đó, cái bắt đầu xách cái dao đi chặt mấy cái gốc xài, gốc dừa rồi chặt vô vậy đó. Mà nói lầm bầm gì trong miệng đó mà nhỏ. Quên rồi, có trái rồi đó. Mà không có trái đốn mà nghe vậy là biết rồi đó. Vị Tư có làm nghe hỏi Vị Tư kìa. Vị bảo Vị Tư. Vị Tư làm cái xài rồi. Sao mà chặt cái dài xài sao? Tôi có chết cái xài luôn không Vị Tư? Rồi có trái lại không? Thì cũng có đó, cái xài trái nhiều lắm luôn á. Năm mới có trái rồi, năm rồi chặt năm nay có trái á. Hay gì ta? Một lần không là hai là tại cái thời kỳ đó mình không biết. Dạ, nhiều khi gần tới thời kỳ mà có trái cái từ ra từ chặt cái nó hiệu quả luôn hả? Chị ơi, mày thấy không có trái 4-5 năm đó mấy người. Chút nữa tôi lấy cái bóp tôi ra tôi chặt mày không có tiền tao bập mày. Có lý. Mày không có tiền tao chặt mày à. Chứ mày lấy tiền nha, đừng để tiền giống mày chết nha. Chặt tiền không có tiền đẻ. Tống tiền mua bóp mới nó chết luôn á anh cả. Không có, lỡ bánh gì vậy? Không có, chị ăn nãy giờ đó. Bánh người này khéo nè cha, ăn là chóc lóc à, lột ra. Bánh đỡ nhiều ăn chứ. Ừ, ăn nhiều, từ từ hết. Lơm này cũng có sao đâu. Người qua thì kêu bằng bánh chạng, còn mình thì kêu bằng bánh nú mà. Cấp này trở lên này dữ lắm nè. Mình bánh nú luôn. Mà giờ quyền năm nào cũng qua, năm nào cũng mua này nhóc chân đem này chạy đến ba. Bánh nú mà bánh nú. Năm nay dịch bệnh quá, đặt hai thiên á. Đặt hai thiên á. Nè, rồi này là bánh chạng. Bởi vậy nếp mà nó làm như ấy chân à, nhớ chứ không? Giống như bánh nếp mình nấu bánh nước cho á. Nước cho. Chắc nhưng trong chọn nước cho rồi. Không còn không nếp nữa, nhớ hết chân. Thì xin phép uống một cái ly này nữa thì xin kết thúc video tại đây ha. Mời cả nhà thêm một ly nữa mà xin kết thúc video. Hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Rồi hẹn gặp lại. 1, 2, 3, vô. Rồi, uống ly này chào cả nhà luôn nha.